Từ hơn chục năm trước, chung cư này đã xuống cấp nghiêm trọng. Người dân luôn sống trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Các mảng tường tại nhiều căn hộ bị bong chóc, cầu thang thỉnh thoảng có những mảng bê tông rơi xuống. Dây điện thì chằng chịt, vô cùng nguy hiểm. Vẫn muốn ở cái khu vực của mình hơn là đi những cái nơi khác. Nói chung là đền bù hoặc là cho tái định cư ở một nơi gần với vị trí này thì vẫn người dân cũng ủng hộ. Tái định cư như vậy đó là có đủ khả năng để cho bồi thường cái dân di dời đó, là nó phải có phù hợp với dân. Chú cũng muốn xây mới vậy đó, nhưng mà ở tại chỗ người ta mừng hơn, khỏi đi tới đi lui. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, luật nhà ở 2023 được thông qua đã có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho việc cải tạo chung cư cũ. Đáng chú ý là phương án quy gom các tòa chung cư thấp tầng vào một vị trí để xây dựng một tòa nhà mới cao tầng đủ cho cư dân được tái định cư tại chỗ. Tái định cư tại chỗ cho bà con trên địa bàn của quận đó, trước hết là trên địa bàn của phường đó, mà không được thì trên địa bàn của quận đó, và trường hợp mà đối đế thì chúng ta mới định cư, tái định cư bà con ở quận lân cận. Quy định về cải tạo chung cư cũ cũng có những cơ chế hấp dẫn thu hút nhà đầu tư. Cụ thể, chủ đầu tư dự án nhà ở chung cư cũ được hưởng lợi nhuận từ 10 đến 15% thay vì cố định 10% như trước đây. Chỉ cần ít nhất 70% tổng số chủ sở hữu tham gia lấy ý kiến quy hoạch và 75% trong số đó đồng thuận là đủ điều kiện để tháo dỡ công trình thay vì 100% như quy định cũ. Doanh nghiệp được chọn làm chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư cũ được đề xuất điều chỉnh dự án như tăng thêm số tầng dự án. Với phần diện tích tầng điều chỉnh tăng thêm, chủ đầu tư chỉ phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Hệ số K sẽ được các địa phương linh động triển khai dựa vào vị trí và giá trị của những ô đất tại khu chung cư, nhà tập thể cũ. Hệ số K sẽ được tính biến động điều chỉnh cao gấp từ 1 đến 2 lần. Chung cư cũ ở khu vực trung tâm thành phố, nó có một cái điểm lợi rất lớn về mặt vị trí. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thấy một điều đó là cái chi phí mà đền bù giải tỏa cũng như rằng là chi phí xây dựng đối với các cái sản phẩm này chắc chắn nó sẽ cao. Thì bản thân các chủ đầu tư, mà tôi nghĩ các chủ đầu tư lớn, những chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt và có cái khả năng phát triển những cái sản phẩm cao cấp hoặc là những cái sản phẩm phù hợp, họ sẽ rất là có rất là nhiều cái hứng thú cũng như là rất là nhiều cái kế hoạch về cái đó. Thì tôi nghĩ là hy vọng là nó cũng là một cái điểm sáng để mà tạo được một cái nguồn cung về cái sản phẩm mới và cũng như là tạo được một cái diện mạo mới cho thành phố. Thực tế cho thấy ngoài cơ chế chính sách thì việc cải tạo chung cư cũ còn phụ thuộc khá nhiều vào quyết tâm của chính quyền địa phương. Theo thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 500 chung cư có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn tất việc cải tạo sửa chữa 246 chung cư cũ xuống cấp. Tổng vốn sửa chữa dự kiến là 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Tuy nhiên, hiện nay do chưa bố trí vốn nên không có chung cư nào được cải tạo sửa chữa.